Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thăm chúc thọ các hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng. Mười năm thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức đảng đoàn thể đã phát huy có hiệu quả vai trò trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình, Tết sum vầy mừng xuân ơn Đảng, xuân Canh Tí 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, sáng nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã tới thăm chúc thọ các hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong không khí ấm áp và thân mật, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trân trọng chuyển tới Hội đồng câu lạc bộ Bạch Đằng và các hội viên câu lạc bộ lời chúc sức khỏe nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới. Chúc mừng những kết quả tích cực của câu lạc bộ Bạch Đằng đạt được trong năm qua, đặc biệt là những đóng góp của câu lạc bộ trong sự phát triển chung của thành phố. Thông tin từ các hội viên câu lạc bộ về những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của thành phố trong những năm vừa qua, một số nét nổi bật trong định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng bằng trí tuệ, nhiệt huyết và những kinh nghiệm tích lũy được tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, là những tấm gương điển hình có nhiều ý kiến đóng góp quý báu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần cùng toàn thành phố hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn tiếp theo. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thành phố, xin được chúc mừng 249 bác đã được câu lạc bộ Bạch Đằng chúc thọ ngày hôm nay. Rồi cũng chúc mừng những cái kết quả đã đạt được của câu lạc bộ Bạch Đằng, các cái hoạt động trong năm 2019 vừa qua đối với câu lạc bộ Bạch Đằng thì tổ chức các hoạt động rất là bài bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bởi câu lạc bộ là các đồng chí đã từng giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố, của các cấp các ngành ở các địa phương đã hội tụ về đây. Thế nhưng mà có lẽ là cũng hiếm có một câu lạc bộ mà tổ chức hoạt động được bài bản, chi tiết, toàn diện như câu lạc bộ Bạch Đằng. Trước hết là từ đầu năm tới nay thì các đồng chí cả Trung ương rồi cả thành phố cũng thường xuyên về để thông tin về tình hình kinh tế, thời sự chính trị để các bác các ông chí cập nhật được các cái định hướng, các cái chủ trương của Trung ương, của Thành ủy. Có thể nói là một cái hoạt động thông tin về tình hình chính trị, thời sự của đất nước, của thành phố, các bác các ông chí triển khai rất là tốt. Cái điểm thứ hai là hoạt động thực tiễn, tham quan, du lịch một số các địa điểm, các địa chỉ đó, các điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước. Đấy, từ nghị quyết như vậy, rồi từ thực tế cũng có các cái quan sát, tổ chức các đoàn rất là bài bản để đi thực tế. Cái này tôi cho là cũng rất là ấn tượng. Thế rồi các cái hoạt động khác như chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao rất toàn diện. Rồi thăm hỏi, chúc thọ và đặc biệt hoạt động văn hóa, văn nghệ hết sức là thiết thực, rất là thực chất, hiệu quả. Tôi thay mặt cho công chí lãnh đạo thành phố xin chúc mừng câu lạc bộ Bạch Đằng về những kết quả đã đạt được, rồi chúc mừng 249 bác được chúc thọ tại ngày hôm nay. Tình hình kinh tế xã hội thành phố thì các bác các đồng chí cũng đã nắm rất là chắc thông qua các cái kênh thông tin truyền hình. Thế rồi cách đây một tháng
thì tôi cũng đã xuống để trực tiếp báo cáo với các bác, các đồng chí về những cái kết quả kinh tế xã hội, những tồn tại hạn chế, những định hướng phát triển của thành phố cho những năm tới. Rồi đặc biệt là các bác, các đồng chí cũng từ thực tiễn của thành phố, thông qua thực tế, thông qua dư luận của nhân dân thì cũng đã nắm được hết cả. Thì tôi chỉ xin báo cáo tóm gọn lại là năm 2019 là một năm có thể nói là thành công toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một năm có thể nói là phát triển cao nhất trong 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ thành phố. Thứ nhất là chỉ tiêu kinh tế tăng rất cao. Tới 2019 kết thúc thì chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Tổng quát các cái chỉ tiêu về kinh tế chúng ta đã hoàn thành trước một năm. Trong đó có nhiều chỉ tiêu chúng ta hoàn thành trước 3 năm như thu ngân sách. Thu ngân sách đã hoàn thành ngay trong năm 2017. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp hoàn thành trong năm 2018. Thì sản lượng hàng hóa thông qua cảng 19 chúng ta hoàn thành. Tóm lại là một nhiệm kỳ chúng ta đã hoàn thành trước mục tiêu mà đề ra một năm. Cái thứ nhì là các lĩnh vực về văn hóa, xã hội đều đạt được những thành tích rất là tốt. Lĩnh vực về giáo dục cũng toàn diện. Chúng ta đạt nhiều giải quốc gia về thi học sinh giỏi, đạt huy chương vàng toán quốc tế về thi quốc tế, chất lượng đào tạo tốt và cơ chế chính sách miễn giảm 100% học phí cho các bậc học từ mầm non tới trung học. Hải Phòng là địa phương duy nhất, bây giờ là địa phương đi đầu tiên về cái lĩnh vực này. Thể thao, chúng ta cũng đạt được nhiều thành tích. Đội bóng thì chưa được huy chương, nhưng mà trụ hạng được. Năm nay chúng ta tiếp tục trụ hạng được. Một trong 12 đội. Thế nhưng mà đặc biệt là thể thao thành tích cao trong khu vực thì Hải Phòng năm nay chúng ta cũng đạt được nhiều. Huy chương vàng là 4 cái huy chương vàng trong cái kỳ SEA Games vừa rồi, 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Hải Phòng là một trong địa phương có nhiều huy chương, thành phố cũng có cái biểu dương kịp thời. Các lĩnh vực về văn học nghệ thuật thì năm nay cũng là năm mà được giới văn nghệ sĩ đánh giá rất là cao. Thành phố tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật. 561 tác giả dự thi, khoảng 600 tác phẩm dự thi và tổ chức các cái sự kiện về văn hóa nghệ thuật của năm 2019 cũng rất là thành công. Về an ninh trật tự, trị an xã hội, về cơ bản là đảm bảo, không có những cái sự cố lớn xảy ra. Thì đó là những cái kết quả toàn diện nổi bật trong năm 2019 vừa qua. Kết quả đạt được là cái sự cố gắng của Đảng bộ, của chính quyền, của toàn quân, toàn dân thành phố chúng ta trong năm 2019 vừa qua. Rồi được sự quan tâm rất đặc biệt của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành cho Hải Phòng chúng ta một nghị quyết 45 về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Đây là nghị quyết rất là thiết thực, trở thành một cái nguồn động lực to lớn để chúng ta thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố. Và cùng với sự quan tâm của Trung ương thì chúng ta cũng khẳng định những cái thành tựu hay kết quả đạt được của năm 2019 cũng như là trong 4 năm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ thành phố cũng là kế thừa 30 năm thành tựu đổi mới của Đảng ta. Thì đó là những cái mà có thể nói rất rõ nét trong cái thành tựu chung của năm 2019, kết quả của 2019 rất nổi bật như vậy. Cùng với sự cố gắng nỗ lực cao của Đảng bộ, của chính quyền, của nhân dân thành phố, sự vào cuộc của toàn hệ thống, là sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
là sự kế thừa thành tựu 30 năm đổi mới của Đảng bộ, của chính quyền, của nhân dân thành phố chúng ta. Tuy nhiên là cũng phải khẳng định là kết quả đạt được cũng chỉ là bước đầu rất quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cái yêu cầu của Trung ương, của Bộ Chính trị với Hải Phòng cho thời gian tới là rất lớn, cho nên chúng ta cũng không thể, trong lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy đấy, với các cấp các ngành cũng như trong toàn hệ thống chính trị, là không chủ quan, không bằng lòng với kết quả đạt được, không tự mãn tự kiêu với kết quả đạt được, mà phải tiếp tục phấn đấu hơn, quyết liệt hơn nữa thì chúng ta mới đạt được cái yêu cầu mà Trung ương Bộ Chính trị đặt ra cho chúng ta. Thì nghị quyết 45 của Bộ Chính trị các bác các đồng chí cũng đã nghiên cứu kỹ rồi, rất cụ thể, vừa là tầm vĩ mô hoạch định chiến lược lớn cho Hải Phòng, vừa là cụ thể cho từng giai đoạn một. 2025 thì Hải Phòng như thế nào, 2030 là như thế nào, chỉ số kinh tế rất cụ thể, tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm, GDP là bao nhiêu phần trăm, thu ngân sách đến năm 2025 là bao nhiêu, 2030 là bao nhiêu. Cho nên là cái lãnh đạo chỉ đạo của cái thời kỳ tới là phải hết sức cụ thể và quyết liệt hơn. Cho nên tôi nói là chưa thể bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể thực hiện được nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, cũng như là trong giai đoạn tới. Còn năm 2020 là năm mà có nhiệm vụ rất quan trọng, bên cạnh cái việc mà tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2019, tổng thu ngân sách năm 2019 chúng ta đã đạt được 90.000 tỷ, thu nội địa đạt 27.000 tỷ đồng. Thế nhưng mà thu nội địa của năm 2020 tiếp tục đặt ra mục tiêu là 33.000 tỷ đồng, và tổng thu ngân sách là trên 100.000 tỷ đồng, yêu cầu rất lớn như vậy. Cùng với các cái chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ như vậy thì nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16 và đại hội toàn quốc lần thứ 13. Thời gian thì có hạn, khối lượng công việc thì rất là lớn, cho nên trong cái nhiệm kỳ này đã đạt được nhiều kết quả của 4 năm, thì năm 2020 là một năm tiếp tục có khối lượng công việc cực kỳ lớn, cùng với nhiệm vụ về kinh tế xã hội, cùng với này công tác xây dựng đảng, chuẩn bị cho đại hội. Tại hội nghị hôm nay thì tôi cũng bày tỏ cái sự cảm ơn của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, những cái thành tựu đạt được của năm 2019 cũng như trong những năm vừa qua. Bên cạnh cái sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân là kết quả của sự cố gắng nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của đảng bộ, chính quyền, của quân dân thành phố chúng ta, mà trong đó có cái sự đóng góp rất là tích cực, hiệu quả của câu lạc bộ Bạch Đằng với thành phố trong triển khai một số chủ trương xây dựng định hướng, rồi triển khai một số nghị quyết, xây dựng một số đề án. Câu lạc bộ Bạch Đằng, các bác các đồng chí cũng đóng góp với cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, với cái kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo tích lũy được, và thực tế đã đóng góp cho thành phố nhiều việc mà thành phố cũng đã triển khai rất là thành công. Thế rồi thông qua các thành viên câu lạc bộ Bạch Đằng, đặc biệt là ban lãnh đạo câu lạc bộ Bạch Đằng, các bác các đồng chí rất là tận tâm. Tôi nói là hiếm có một câu lạc bộ hưu trí ở đất nước này được như câu lạc bộ Bạch Đằng. Sinh hoạt rất là khoa học, bài bản, do đó mà hiệu quả rất là cao. Thì có thể nói là thông qua các bác các đồng chí, các thành viên câu lạc bộ Bạch Đằng đã truyền tải những chủ trương của thành ủy tới các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên. Và trên cơ sở đó
cùng với cái thành tựu về kinh tế xã hội đạt được trong công tác thì đã tạo ra một cái không khí rất phấn khởi trong nhân dân thành phố chúng ta. Chúng ta có thể khẳng định là nhân dân thành phố Hải Phòng chúng ta hiện nay là rất phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của thành ủy, phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố, tin tưởng vào cái vai trò lãnh đạo của thành ủy, của các cấp ủy đảng, của hệ thống chính quyền các cấp. Thì đây chính là cái nguyên nhân cốt lõi để chúng ta có được cái thành công như giai đoạn vừa qua. Trong đó có cái sự quan tâm lan tỏa của các thành viên câu lạc bộ Bạch Đằng. Tôi bày tỏ cái sự cảm ơn tới các ông chí lãnh đạo câu lạc bộ Bạch Đằng, rồi toàn thể các bác các ông chí đã chung tay góp sức vào cái sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong những năm vừa qua. Nhân dịp năm mới thì tôi cũng mong rằng năm 2020 thành phố chúng ta còn rất nhiều việc, triển khai một khối lượng công việc rất là lớn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục phát triển với cái tinh thần là cao hơn năm 2019 thì mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Trung ương giao theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong một số hội nghị thì tôi cũng đã nói 2020-2025 Hải Phòng không chỉ phát triển đột phá nữa mà phải phát triển bùng nổ với tốc độ cao hơn nhiều so với giai đoạn 2015-2020, là vì cơ sở vật chất của chúng ta đang được tăng cường rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực, từ kết cấu hạ tầng giao thông cho tới cơ sở sản xuất, công nghiệp, cảng biển, du lịch. Và hôm nay tôi nói thêm một chút nữa thôi là về cái bãi cọc Bạch Đằng cao quỳ. Thì đây có thể nói là một cái tiềm năng để phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng, nhưng tới bây giờ mới phát lộ ra là thành phố sẽ đầu tư trở thành một cái công viên, trở thành một cái khu du lịch, để không phải chỉ cả nước về Hải Phòng mà quốc tế cũng về Hải Phòng. Cuộc kháng chiến 1288 không chỉ có ý nghĩa là chống quân Nguyên Mông mà có ý nghĩa về quốc tế, chặn đứng các cái việc mở rộng của Nguyên Mông sang Nhật Bản, sang các nước Đông Nam Á. Trên sự kiện mà phát lộ khảo cổ xác định cái bãi cọc Bạch Đằng có ý nghĩa tạo ra một cái nguồn lực, động lực để chúng ta phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch, để tạo ra cái tinh thần tự hào cho đảng bộ, cho chính quyền, cho quân dân Hải Phòng chúng ta. Trong mấy ngày vừa rồi thì tiếp tục là phát hiện ra kiếm rồi, phát hiện ở dưới là có kiếm, thế rồi mảnh thuyền vỡ đã phát hiện được. Hiện nay là có công nghệ rất là hiện đại của trường Đại học Quốc gia, thì các cái cơ quan địa chất trung ương dùng máy siêu âm như là chúng ta già máy trên mặt đất, nhưng mà sẽ phát hiện ở dưới lòng đất là có cái vật thể gì khảo cổ đang nằm. Thì thành phố sẽ đầu tư cái khu vực thôn Cao Quỳ, xã Liên Khê, Thủy Nguyên là trở thành một cái khu tầng gõ quy mô, để từ đó khơi dậy cái truyền thống yêu nước của dân tộc, từ đó tạo ra cái động lực tinh thần để phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thì từ đó cũng khơi dậy cái tiềm năng phát triển kinh tế. Nhân dịp năm mới rồi Tết cổ truyền, tôi thay mặt cho các ông chí lãnh đạo thành phố xin được chúc mừng 249 bác được chúc thọ ngày hôm nay, rồi chúc năm mới với toàn thể các bác lãnh đạo trong câu lạc bộ Bạch Đằng, toàn thể các bác các ông chí trong thành viên câu lạc bộ Bạch Đằng một năm mới an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn các bác các ông chí. Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đã tặng quà chúc mừng năm mới Hội đồng Câu lạc bộ Bạch Đằng và chúc thọ các hội viên cao tuổi.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, chiều nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến thăm chúc Tết Giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng và Tòa Giám mục Hải Phòng. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy và lãnh đạo quận Hồng Bàng. Trong không khí ấm áp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Văn Thành thông tin về những thành tựu nổi bật của thành phố năm qua, trong đó ghi nhận sự đóng góp tích cực hiệu quả của bà con giáo dân trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí sắp đến, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc giám mục và bà con giáo dân trên địa bàn thành phố có nhiều sức khỏe, đón xuân mới vui tươi an lành, tiếp tục khích lệ bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương, xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Xúc động trước tình cảm của lãnh đạo thành phố dành cho tòa giám mục và bà con giáo dân, giám mục Vũ Văn Thiên chúc mừng những thành tựu thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sang năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực, xây dựng thành phố cảng phát triển toàn diện. Trước đó vào sáng nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thăm và chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng trong kết quả và những thành tích đạt được của thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng nói riêng và cá nhân Hòa thượng Thích Quảng Tùng. Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng sự nỗ lực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng và Hòa thượng Thích Quảng Tùng sẽ tiếp tục là nguồn động viên đối với tăng ni Phật tử thành phố, góp phần cùng toàn dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hòa thượng Thích Quảng Tùng gửi lời chúc sức khỏe và an lạc tới các đồng chí lãnh đạo thành phố. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, kinh tế, văn hóa xã hội thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục đạt được những kết quả thắng lợi và thành công rực rỡ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện Ban Tổ chức Trung ương. Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định nghị quyết trên là một chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng thời hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tế và được các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa. 10 năm qua, số lượng tổ chức đảng, đoàn thể và số đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tăng cao. Tính đến tháng 10 năm 2019, đã có 252 tổ chức đảng với hơn 3.800 đảng viên, 910 tổ chức công đoàn với trên 100.000 đoàn viên, 89 tổ chức đoàn hội thành viên trên địa bàn thành phố được thành lập theo tinh thần của nghị quyết 28. Các tổ chức đảng, đoàn thể đã phát huy có hiệu quả vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trên. Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp được khẳng định, công tác sinh hoạt đảng được chú trọng và chất lượng không ngừng được nâng cao. Mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển ổn định. Ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, 10 năm qua đã tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 28, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, tích cực xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các quận ủy, huyện ủy kiện toàn phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy đảng cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, biểu dương khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời những tổ chức cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết 28. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 21 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 28. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2019, ngành y tế hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, tiếp tục có đột phá trong công tác cải cách hành chính, nằm trong top 5 của thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2018. Kết quả đo lường hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công xếp thứ 3 thành phố, khánh thành và đưa vào hoạt động một số công trình trọng điểm của ngành, hoàn thành 100% việc sắp nhập và thành lập trung tâm y tế chức năng hạng 3 tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Ngành cũng dẫn đầu cả nước về thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện công lập, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến thành phố, đứng trong top 4 toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối nhà thuốc. Ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành trong năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu trong năm 2020, ngành y tế thành phố tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh, chú trọng đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ tay nghề, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Sáng nay, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn lần thứ 9 khóa 13 và tổng kết công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong năm qua, Ban chấp hành Thành đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác là năm thanh niên tình nguyện, với các hoạt động được tổ chức rộng khắp đã thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, thu được những kết quả khả quan thiết thực và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật đạt hiệu quả cao, giúp cho đoàn viên thanh niên ổn định tư tưởng, tích cực học tập lao động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội đội và đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn ngày một hiệu quả, chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên được nâng lên cả về mặt nhận thức và hành động. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã vinh dự được nhận cờ bằng khen của Trung ương Đoàn. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chí Bùi Đức Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả ngành lao động thương binh xã hội thành phố đã đạt được thời gian qua. Đồng chí yêu cầu năm 2020, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố tập trung thực hiện hiệu quả chương trình việc làm thành phố giai đoạn 2018-2020, tăng cường quản lý lao động người nước ngoài, nâng cao chất lượng của sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội cho người hưởng chế độ bảo trợ người nghèo, cận nghèo. Trước mắt, ngành tập trung cùng thành phố tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo đảm chu đáo, đúng đối tượng và thời gian. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lao động thương binh xã hội năm 2019. Cũng trong sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2019, ngành nông nghiệp thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản, năng suất lúa tiếp tục tăng. Dịch tả lợn châu Phi đã được cơ bản khống chế với 165 xã phường, đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Toàn thành phố đã qua 17 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Tất cả 139 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới sớm trước một năm so với kế hoạch và có 3 huyện cơ bản hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, mặc dù trong năm qua gặp nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi không đạt chỉ tiêu do dịch tả lợn châu Phi, nhưng kết quả công tác năm vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cần quan tâm hơn nữa tới người nông dân để nâng cao đời sống, thu nhập, dần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, tập trung vào tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hạn chế nuôi nhỏ lẻ trong dân, đầu tư xây dựng các khu giết mổ hiện đại, bảo đảm vệ sinh, chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC tại Hải Phòng về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo theo quy định vào tháng 5 năm 2020 cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Những nội dung chính trong phần tiếp theo của chương trình: Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình Tết sum vầy mừng xuân ơn Đảng xuân Canh Tí 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức và người lao động tham gia. Tăng cường quản lý trật tự đường hè, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm trước, khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị 33 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành nghị quyết 28 về xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện nghị quyết, chiêm nghiệm từ thực tiễn để thấy rằng thành phố Hải Phòng luôn thể hiện xứng đáng với vị thế của một thành phố, luôn tiên phong trên mọi chặng đường phát triển của đất nước. Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai nghị quyết 28 của các đơn vị thuộc đảng bộ khối quận huyện để thấy rằng, để có được những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cần có những cách làm quyết liệt nhưng linh hoạt để giải quyết những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn. Sau khi có nghị quyết thì chúng tôi tập trung ban hành các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo, rồi thành lập cái ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết tại quận, rồi các tổ công tác tại các phường. Thế và trong quá trình thực hiện thì rất quan tâm tới cái công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết. Chính nhờ ba cái nhóm giải pháp lớn về công tác lãnh đạo chỉ đạo, về tổ chức thực hiện và cái nhóm giải pháp hỗ trợ sau khi thành lập tổ chức đảng đoàn thể thì chúng tôi đã đạt được những kết quả nhất định. Đối với riêng huyện Thủy Nguyên, địa phương được Thành ủy Hải Phòng lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện trực thuộc huyện ủy Thủy Nguyên từ 5 chi bộ ban đầu với 45 đảng viên. Sau 9 năm thực hiện thí điểm đã phát triển lên 20 chi bộ với 174 đảng viên. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng đa số đều hoạt động hiệu quả. Vai trò của tổ chức đảng được khẳng định trong lãnh đạo doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện và thành phố. Đó là động lực để Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên tiếp tục khắc phục khó khăn và hướng tới mục tiêu cao hơn trong chặng đường tiếp theo. Các cái tổ chức cơ sở đảng vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động tốt và cái phát triển đảng viên trong các cái chi bộ đảng nằm ở các cái cơ quan doanh nghiệp ngoài nhà nước nay là hàng năm đều duy trì các hoạt động và phát triển đảng theo cái chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ thực tiễn đó đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, để giờ đây giải pháp vận động các đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ nơi cư trú hoặc từ nơi khác về doanh nghiệp để có đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng đã không còn là chuyện hiếm tại nhiều địa phương đơn vị. Điều quan trọng nhất mà Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 28 các cấp đã đạt được sau những nỗ lực tuyên truyền là ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước thấy ý nghĩa to lớn của việc thành lập tổ chức đảng đoàn thể đối với sự phát triển của đơn vị mình. Đến năm 2012, chi bộ công ty cổ phần du lịch khách sạn Đại Đăng chính thức được thành lập. Và từ khi có tổ chức đảng tại doanh nghiệp thì phải nói đó là cũng có thể nói là nó là một cái điều kiện, nó tạo ra một cái môi trường rất là thuận lợi cho cán bộ quần chúng có hướng phấn đấu vươn lên. Và từ đó doanh nghiệp đã có những cái định hướng rất là cơ bản cho cái việc phát triển. Không những phát triển về kinh doanh mà còn là phát triển về xây dựng và củng cố đơn vị. Xác định tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đúng với định hướng của Đảng ta về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngay sau khi nghị quyết 28 được ban hành, Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố đã thành lập ban chỉ đạo với 7 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy khối làm trưởng ban chỉ đạo, phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối trực tiếp phụ trách triển khai. Với sự chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc, sau 10 năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố đã thành lập mới thêm 25 tổ chức đảng, kết nạp 381 đảng viên, thành lập mới 13 tổ chức công đoàn và 10 tổ chức đoàn hội thanh niên, nâng số tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước lên 68 chi đảng bộ với hơn 1.900 đảng viên. Vận động tuyên truyền thành lập chi bộ đảng đoàn thể và tiếp tục đồng hành để tổ chức cơ sở đảng đoàn thể phát triển vững mạnh là phương châm mà Đảng ủy khối doanh nghiệp quán triệt ngay từ những ngày đầu triển khai nghị quyết 28. Nhờ đó, các chi bộ từng bước đi vào hoạt động nề nếp, tổ chức đảng thể hiện vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là thành quả của công tác phát triển đảng, quan tâm đến chiều rộng và coi trọng chiều sâu mà Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố đã đạt được trong 10 năm qua. Đến nay thì chúng tôi có 60 đảng viên thành lập một đảng bộ với 5 chi bộ đang hoạt động ở tất cả các khoa phòng. Và đây là những cái nhân tố mà quyết định rất rất nhiều vấn đề, là những tấm gương, rồi là những người gương mẫu, là những người tiên phong trong tất cả các lĩnh vực và đã phát huy được cái vai trò của đảng trong cái hoạt động của bệnh viện. Và chính vì vậy cho nên là cái chất lượng chuyên môn, chất lượng dịch vụ cũng như là cái kỹ năng giao tiếp là chúng tôi đạt được cái kết quả mong muốn. Trong số 288 doanh nghiệp đang được cấp phép hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp ở Hải Phòng, sau 10 năm triển khai nghị quyết 28, Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng đã vận động thành lập mới được 27 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 125 đảng viên, tổ chức công đoàn thành lập mới đạt kết quả tốt hơn với 220 đơn vị có tổ chức công đoàn với hơn 133.000 đoàn viên. Tổ chức công đoàn phải phát huy được cái vai trò thực sự của mình trong doanh nghiệp. Ví dụ như là tuyên truyền, hỗ trợ cho người lao động và giải quyết những cái thắc mắc và đối thoại đối với công doanh nghiệp định kỳ để đảm bảo được cái quyền lợi chính đáng hợp pháp cho công nhân lao động. Hải Phòng khép lại năm 2019 với những bước tiến dài trên con đường phát triển, trở thành điểm sáng hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 16,68%, cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước. Đóng góp vào những con số tăng trưởng ấn tượng đó, không thể không kể đến vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Và cũng từ đây đặt ra những yêu cầu thực tiễn cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, để sự phát triển của thành phố Hải Phòng luôn đi đúng hướng, phù hợp với chủ trương của Đảng trong cương lĩnh năm 2011 về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khóa 13 là một trong những nghị quyết mang tính sáng tạo, tiên phong, phù hợp với đặc thù của thành phố Hải Phòng. 10 năm một chặng đường đầy quyết tâm với nhiều dấu ấn được ghi nhận, nhưng vẫn còn đó những nỗi niềm trăn trở để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát, thiết thực hơn của các cấp ủy đảng, của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Để trên chặng đường mới, nghị quyết 28 sẽ ngày càng bắt rễ sâu hơn vào đời sống, phát huy ngày càng hiệu quả hơn vai trò của tổ chức đảng đoàn thể tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng Hải Phòng, trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng vừa tổ chức Ngày hội Công nhân phiên chợ nghĩa tình Tết Sum Vầy mừng xuân ơn Đảng Xuân Canh Tí 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức người lao động tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Trong tâm thức của người Việt, chiếc bánh chưng vuông vắn tuy nhỏ bé nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Người Việt dù có đi đâu về đâu cũng không bao giờ thiếu chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết. Bởi đó chính là linh hồn của bữa cơm tất niên mỗi gia đình ở thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Mở đầu chuỗi chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình Tết Sum Vầy mừng xuân ơn Đảng Xuân Canh Tí 2020 do Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng tổ chức. Hội thi gói bánh chưng tại sân Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện
đã thu hút sự tham gia của 28 đội thi cùng hàng nghìn cổ động viên là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia vào hội thi gói bánh chưng với chủ đề Tết Sum Vầy 2020. Và đây là hội thi có rất là tạo cho chúng tôi rất là nhiều khí thế, vui vẻ, phấn khởi. Và tôi hy vọng rằng là Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng sẽ có nhiều các cái tổ chức nhiều các cái hội thi để cho chúng tôi có cơ duyên được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những cái kinh nghiệm vốn có của mình trong cuộc sống ạ. Ngay sau hội thi gói bánh chưng là các hoạt động thi dán tranh tiếp sức dưới cờ đảng, nhảy bao bố, xem ảo thuật, tham gia các trò chơi có thưởng. Đặc biệt, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động còn có cơ hội mua sắm tại các gian hàng với giá ưu đãi giảm từ 10 đến 50%. Chương trình Tết Sum Vầy mà chúng tôi phát động tổ chức đến các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện thì anh chị em công nhân lao động và đoàn viên công đoàn rất là phấn khởi. Và đặc biệt là với các công đoàn cụm của khối xã, thị trấn và các công đoàn các trường học thì đã có nhiều hoạt động thiết thực như là trao quà cho người già cô đơn không nơi nương tựa, trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn của xã, trao quà cho các cái công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh nặng để có một cái Tết Sum Vầy xuân Canh Tí năm 2020 thật vui tươi ý nghĩa. Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Tại chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình Tết Sum Vầy mừng xuân ơn Đảng, xuân Canh Tí 2020. Với sự quan tâm của thành phố, các cấp công đoàn, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng đã trao hàng trăm suất quà Tết, trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với phương châm tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết, chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình Tết Sum Vầy mừng xuân ơn Đảng, xuân Canh Tí 2020 là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn. Đây cũng là dịp gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, mang lại không khí ấm áp, gần gũi, vui tươi, phấn khởi, góp phần tạo tâm thế mới, động lực mới để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị của huyện và đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án cùng các nhà thầu đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tổ chức thi công, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại của đoạn đường qua thị trấn Núi Đèo trước Tết Nguyên đán. Tại các đoạn tuyến đã giải phóng mặt bằng, liên danh nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị tích cực triển khai thi công. Đến nay đã cơ bản hoàn thiện lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt cột điện chiếu sáng, di chuyển hệ thống điện qua thị trấn Núi Đèo, lắp đặt bó vỉa, cơ bản đổ bê tông nót hè từ cổng trung đoàn 238 đến hết địa phận xã Thủy Sơn. Nhà thầu cũng đang hoàn thiện thảm bê tông nhựa khu vực thị trấn Núi Đèo để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại vui Tết đón xuân của người dân. Nhà thầu chúng tôi hiện nay đang trải thảm từ tuyến từ ngã tư Bắc Mật về tới km 5+500 mới hoàn thiện các vỉa hè mà chúng tôi đang dang dở. Mà chúng tôi là đang phấn đấu hết nhân lực để đến ngày 23 là bên công ty chúng tôi, nhà thầu chúng tôi là hoàn thiện con đường này. Dự án đầu tư cải tạo đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà có chiều dài hơn 8 km được thiết kế theo loại đường phố chính đô thị thứ yếu. Hiện nay hầu hết các hộ dân trên toàn tuyến đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao cho nhà thầu phục vụ thi công dự án. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào đầu quý 2 năm 2020. Vào những ngày giáp Tết, nhu cầu mua bán của người dân tăng cao, đồng nghĩa với việc tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi buôn bán cũng gia tăng, gây mất trật tự đô thị. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, thời điểm này các phường trên địa bàn quận Lê Chân đã tích cực tuyên truyền và ra quân lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Cuối năm luôn là thời điểm buôn bán tấp nập nhất tại khu vực chợ hàng. Với lượng lớn hoa cây cảnh nhiều nơi được đưa về đây, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, khiến cho khu vực này luôn là điểm nóng về mất an toàn giao thông, trật tự đường hè nhiều năm qua của quận Lê Chân. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh tại khu vực này cơ bản đã được cải thiện. Đối với việc tổ chức hội chợ hoa xuân tại khu vực chợ hàng, chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch cụ thể như là chỉ đạo tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh tại khu vực này đảm bảo các trật tự, tăng cường cái thời lượng mà tuần tra chốt trực để làm sao mà phục vụ tốt cho người dân đến để kinh doanh buôn bán, đồng thời là cũng phục vụ tốt cho nhân dân đi tham quan
và mua sắm. Trong trường hợp mà mặc dù đã tuyên truyền vận động nhắc nhở rồi mà hộ dân, hộ kinh doanh mà vẫn cố tình vi phạm thì buộc chúng tôi là phải xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cùng với chợ hàng, năm nay quận Lê Chân tổ chức chợ hoa Xuân Canh Tý, quận Lê Chân năm 2020 tại các điểm là khu vực đường Hồ Sen, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Văn Linh, cầu Rào 2. Tại các khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông và tổ đô thị phường thường xuyên kiểm tra, đề nghị các hộ kinh doanh bố trí sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định. Tuy nhiên, để công tác bảo đảm trật tự đường hè thật sự hiệu quả, các phường cần duy trì liên tục thường xuyên có lực lượng chốt trực, tránh tình trạng tái lấn chiếm, gây khó khăn cho người đi bộ cũng như các phương tiện tham gia trên tuyến, ảnh hưởng chung đến mỹ quan đô thị. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.